Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô hoa nhài cổ. Cái này là N47. Cui đất gà trồng mình ủ với chấu xơ dừa với đá, than đá đó anh chị. Cho nó thoát nước tốt ha. Cây này rất là dễ sống. Cội này mới bứng nên nó chưa đâm chồi ha. Để vài bữa là đâm chồi dày luôn anh chị ơi. Hoành chỗ này là 19. Hoành là 19. Chiều cao 41. Chiều cao 41. N47 950. N47 950 ngàn. N50. Cây này đẹp anh chị. Dán bài ra đây cũng một cốt luôn nè anh chị, xin xem nè ha, một cốt liền luôn ha. Đó. Cây này là trên 10 năm. Mười mấy năm mới được bị lớn nha anh chị. Hoa nhài cổ ha. Hoành cái này là 19. Hoành là 19. Chiều cao nó 42. Chiều cao 42. N50 1.7. N50 ha, cây này 1.7 em bao ship. N51. Cái này cái bầu hơi yếu, bầu đất thôi nên em gần dây lại cho anh chị ha. Cái này anh chị về vũ bầu lại ha, trồng cái mình trồng lên tới đây nè, rồi từ từ mình hả khui đế ra nghe cô chú anh chị. Tại em làm đế ra cho nó sạch sẽ ha. Khui đất ra trồng nha. Tại đất này lắc thịt không à. Mình khui đất ra mình trồng với chắc trồng của mình á. Hoành cái này là 16. Hoành 16. Chiều cao 55. Chiều cao 55. N51 1.5 em bao ship. N51 1.5 em bao ship. N52. Quá trời cây okay luôn. Hoành chỗ này là 23. Hoành hai chỗ này là 23 cô chú anh chị. Nè ha, liền một củ luôn ha. Nè ốp tay em vô. Cái bài nó là 48. N52 1.4 em bao ship. N52 1.4. N53. Cây này tuyệt đẹp luôn anh chị ơi. Quay quay vòng vòng nữa đi. Đó, quay kỹ cho anh chị xem. Đó. Cây nè, liền củ luôn ha. Già nu nu luôn nè. Hoành chỗ này là 16. Hoành 16, cái này nó có dáng bay đẹp nè anh chị. Đó. Bay nó là 46. N53 2 triệu bao ship. N53 cái này 2 triệu bao ship ha. N59. N59. Củ già lắm, cái này liền lạc ha nghe anh chị. Hoành cái này là 22. Hoành cái củ này là 22 nè. Chiều cao 34. Chiều cao 34. N59 950. N59 950. N60. Quanh cái này là 13. Chiều cao 39. Cây này liền lạc một cốt luôn ha anh chị. N60 1.000.000. N60 1.000.000 em bao ship ha. N61. Cây này độc nghe chị, cái này anh chị về chơi ván đổ được ha. Nó có hai cọng rễ hai bên đây thôi. Đó. Mấy cây này nó cũng dễ sống lắm nha anh chị. Chị trồng với chắc trồng mà thoáng nước, lỗ thoát nước mình tốt là nó rất là dễ sống. Nó chỉ sợ thúi rễ thôi. Cây này cổ ha. Hoành cái này là 16. Hoành 16. Nhánh bay nó là 49. Nhánh bay là 49. N61 1.5 triệu em bao ship. N61 1.5 triệu em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô Linh Sam 86 lá nhỏ. N28. Linh Sam 86 lá nhỏ nha cô chú anh chị. Quanh cái đó là 10. Chiều cao 38. Cây này em đã dâm ủ sống khỏe hết rồi. N28 200 ngàn. N29. Hoành nó là 8. Chiều cao 30. N29 150 ngàn. N30. Hoành nó 16. Hoành 16. Chiều cao 50. Chiều cao 50.
N30 250. N32. Để cô chủ nhìn xem cái cũ nó rất là to. Quanh thế là 15. Đế dữ lắm, đế luôn. Chiều cao 55. N32 400.000. N32 400.000. N35. Quanh 11. Chiều cao 38. N35 200.000. Rồi chỉ 200.000 mà bao ship luôn chị ơi. Giá rất là khẻ luôn. Quanh thứ là 10. Chiều cao nó là 44. N36 200.000. N39. Quanh 11. Chiều cao 32. N39 200.000. N40. Cũ bành kia luôn chị ơi. Đi sang 86. Quanh thế là 18. Chiều cao 24. N40 350. N41. Cái này đẹp anh chị. Cò rất là đẹp luôn. Quanh thế là 17. Chiều cao 22. N41 350. N42. Quanh 13. Đánh bay của nó là 26. N42 250. N43. Quanh 10. Chiều cao 40. N43 200.000. N44. Quanh nó 10. Chiều cao 37. N44 200.000. Cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc. Này hổm gài khoảng chừng 1 năm trời rồi, cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về, mới hàng nha anh chị. Được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200 ngàn một gói 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục, ít rất là lục ha. À, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. 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 Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen.
đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cây kéo tỉa nha anh chị, kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha, bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó, này là loại kéo tỉa suông, đó này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha, em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái chữ cho anh chị xem hàng mới ha, đây bao sắc bén anh chị, Osaka ha, được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi, rất là mướt nè. Này có loại, hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó, cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cạp, cạp tròn và cạp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cạp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cạp ha. Rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha anh chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha anh chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bán luôn ha. Nè đây, anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó nè, bao bán luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ. Anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt gượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây, cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè, em 23 cm. Em đây ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn thì cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa, nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa, cây kéo nào đó, hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.